đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi trước hai trận đấu trên sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Nhật Bản và Ả Rập Saudi vào tháng 11 tới. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản và Ả Rập Saudi lần lượt vào các ngày 11 và 16 tháng 11 trong khung khổ dòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chuẩn bị cho hai trận đấu này, VFF đã trình lên các cấp có thẩm quyền cho khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ cho hệ trò huấn luyện viên Bắc Hang-seo. Theo đề nghị của VFF, sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 cổ động viên vào sân, tuy nhiên tất cả phải thực hiện các quy định rất nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, sáng nay, lãnh đạo VFF tham dự cuộc họp tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề trên. Cuộc họp do thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì, cùng tham dự còn có các đại diện của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội các bên làm việc xung quanh nội dung chuẩn bị tổ chức cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đặc biệt là hai trận đấu diễn ra vào tháng 11. Tuy nhiên, sau cuộc họp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức về việc sân Mỹ Đình có được mở cửa đón khán giả hay không. Được biết, quan điểm của lãnh đạo thành phố Hà Nội là không mở cửa cho khán giả vào sân theo dõi hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam vì tình hình dịch bệnh. Trước đó, trong trận đấu với Australia hồi tháng 9, sân Mỹ Đình cũng không có khán giả. VFF cho rằng, ở trận đấu Australia, với sự hỗ trợ của kỹ thuật từ AFC, các cầu thủ thi đấu với hiệu ứng khán giả ảo, nhưng đó chỉ là âm thanh cổ vũ, còn trên khán đài vẫn trống. Và hơn lúc nào, đội tuyển Việt Nam rất mong chờ sự tiếp lửa của các khán đài. Việt Nam chiến thắng, Việt Nam cố lên. Việc đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân, không có cổ động viên cổ vũ, là một thiệt thòi rất lớn. VFF mong muốn đề xuất đón khán giả vào sân sẽ được thông qua. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi thứ vẫn đang khá mơ hồ. Theo một lãnh đạo VFF, việc đón khán giả vào sân hoàn toàn phù hợp với tinh thần Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc đang thực hiện trạng thái bình thường mới. VFF cần câu trả lời sớm nhất từ phía thành phố Hà Nội để lên kế hoạch chuẩn bị, cũng như báo cáo AFC khi mà trận đấu với Nhật Bản chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là diễn ra. Sau 4 trận đấu tại bảng B, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào. Theo kế hoạch, ngày 25 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại thành phố Hà Nội để chuẩn bị tập luyện cho hai trận đấu. Do huấn luyện viên Bắc Hang Seo đang bận dẫn nhắc đội tuyển U23 nên các trợ lý sẽ điều hành hai chiến lược gia Hàn Quốc.